Hờ hen nghĩa, sự hoang dã và ba thứ nằm ngoài tưởng tượng của người Việt. Thưa quý vị và các bạn, không phải ngẫu nhiên mà Hờ hen nghĩa vượt qua mọi hoa hậu Việt Nam để tạo được kỳ tích lớn khiến thế giới phải đón nhận. Ngày 17 tháng 12 vừa qua đã tạo ra một cơn chấn động với toàn thể người Việt trên khắp thế giới khi Hờ hen nghĩa lọt vào top 5 cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2018. Tuy không giành được chiến thắng chung cuộc vì có chút vướng mắc ở khâu phiên dịch trong lúc trả lời câu hỏi ứng xử, nhưng Hờ hen nghĩa vẫn làm nên kỳ tích lớn khiến cả dân tộc phải vỡ òa hạnh phúc. Còn nhớ, vào thời điểm cách đây vài tháng, Hờ hen nghĩa vẫn đang phải nhận vô vàn chỉ trích phản đối từ dư luận khi đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Rất nhiều người đả kích ngoại hình của Hờ hen nghĩa và cho rằng cô chưa xứng đáng được ngồi ở vị trí Hoa hậu. Ai cũng lo lắng về khả năng thành công của cô tại cuộc thi thế giới. Thế nhưng, bỏ qua dị nghị và những lời gièm pha, Hờ hen nghĩa đã làm được điều tuyệt vời không ai ngờ tới này. Chưa từng có người đẹp Việt Nam nào đạt tới thành tích của Hờ hen nghĩa. Với thành tích này, Hờ hen nghĩa đã tạo nên một mốc đáng nhớ ghi danh đất nước vào bản đồ nhan sắc quốc tế. Vậy, Hờ hen nghĩa có gì khác biệt so với tất cả những thế hệ hoa hậu, người đẹp trước đây để đạt được thành tích lớn như vậy? Nhan sắc độc nhất, tưởng xấu mà đẹp khiến thế giới phải mê mẩn. Khi Hờ hen nghĩa đăng quang, ai cũng rẻ bỉu nhan sắc của cô. Đa số mọi người chê Hờ hen nghĩa vì cô quá khác với chuẩn hoa hậu Việt Nam truyền thống. Không một hoa hậu người Việt nào từ trước đến nay lại có làn da quá nâu với mái tóc quá ngắn như Hờ hen nghĩa. Cô cũng không phải kiểu con gái yểu điệu thục nữ mềm mại như người ta thường thấy. Đến cả cách nói chuyện, Hờ hen nghĩa cũng mạnh bạo, tự nhiên, không đi theo lối nhẹ nhàng nhỏ nhẹ. Mọi thứ thuộc về Hờ hen nghĩa nằm ở ba điều ngoài tưởng tượng: quá lạ, quá mới và quá khác biệt, khiến công chúng Việt chưa thể tiếp nhận được một sớm một chiều. Vì thế, cô bị coi thường và phản đối dữ dội. Nhưng trong số những người từng đứng ngôi trước Hờ hen nghĩa ngày đó, không ai biết rằng chính cái nét bị chê là xấu, là không phù hợp ấy lại khiến thế giới phải mê mẩn. Đó mới thực sự là vẻ đẹp tiềm ẩn và đắt giá của Hờ hen nghĩa, thứ mà chưa hoa hậu Việt Nam nào có được từ trước đến nay. Người ta chê bai làn da ngăm của Hờ hen nghĩa và cho rằng nó không đúng chuẩn hoa hậu. Nhưng trên thế giới không có tiêu chuẩn nào yêu cầu hoa hậu phải có làn da trắng. Bước ra thế giới, tất cả mọi màu da đều được đánh giá ngang bằng nhau, và dù bạn mang màu da nào, bạn vẫn được tôn trọng. Trên thực tế, người nước ngoài, đặc biệt là người phương Tây, rất chuộng làn da ngăm vì nó thể hiện sự khỏe mạnh, năng động. Đó là lý do vì sao phụ nữ phương Tây thường phải tốn nhiều tiền đi nhuộm da nâu. Hơn nữa, trong cách đánh giá nhan sắc của thế giới, chuẩn đẹp dành cho phụ nữ Đông Nam Á thường là da ngăm chứ không phải là da trắng, vì nó thể hiện đúng bản nguyên khí hậu, sắc tộc và văn hóa của chúng ta, văn hóa lúa nước trên xứ nhiệt đới nóng ẩm. Có thể thấy, đa số diễn viên châu Á thành danh tại Hollywood đều có làn da hơi ngăm. Đàn ông phương Tây khi đến Việt Nam cũng thường thích những cô gái da nâu hơn trắng trẻo theo kiểu Ngọc Trinh. Xu hướng về thẩm mỹ, cái đẹp của thế giới hiện nay là tôn trọng mẫu gốc. Và nét thuần nguyên của người Việt từ cách đây hàng trăm năm lại chính là màu da ngăm. Bởi vậy, làn da nâu đặc trưng của Hờ hen nghĩa chính là món quà mang đậm tính quốc gia dân tộc, giúp cô được đánh giá cao trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Với người Việt, phụ nữ chuẩn truyền thống phải có mái tóc dài thướt tha. Hầu hết các đời hoa hậu Việt Nam đều để tóc dài. Hờ hen nghĩa lại hoàn toàn đi ngược lại số đông khi sở hữu mái tóc tém được cắt bốc cả sau gáy. Điều này khiến cô không được đánh giá cao. Nhưng với thế giới, mái tóc ngắn hoàn toàn của Hờ hen nghĩa lại là đẹp và thể hiện cá tính, sự mới mẻ, nổi bật hơn các thí sinh khác. Chính mái tóc này đã góp phần tạo nên vẻ đẹp khỏe mạnh, năng động, truyền cảm hứng của cô. Trên thế giới cũng có khá nhiều hoa hậu tóc ngắn. So với những đời hoa hậu trước đây, ngoại hình của Hờ hen nghĩa có sự tổng hòa và đẹp chuẩn hoa hậu hơn. Người ta nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cái đẹp phải đến từ nó. Theo cái nhìn của thế giới, mắt đẹp là phải có độ sâu, và Hờ hen nghĩa là một số ít hoa hậu có đôi mắt đẹp như vậy. Việt Nam sở hữu đôi mắt rất sâu, thể hiện được sự thông minh và bản lĩnh. Đôi mắt này gợi lên cho người đối diện rất nhiều cảm xúc và sự lôi cuốn. Các góc cạnh, đường nét trên khuôn mặt Hờ hen nghĩa cũng hài hòa, cân đối và gây ấn tượng. Phần cằm của cô thon thả nhỏ nhắn chạy theo đường trái xoan, đậm chất Việt nên nhìn rất nhẹ nhàng. Nếu soi xét kỹ càng, tỷ lệ các số đo trên khuôn mặt của Hờ hen nghĩa như nhiều chiều dài trán, độ rộng mắt, chiều rộng mặt,
chiều dài mũi, đường cánh mũi, sống mũi, tỷ lệ, môi trên môi dưới, khoảng cách từ trán xuống cằm đều khá chuẩn. Đường nối giữa 3 điểm gốc mũi, dưới mũi và điểm lõm giữa môi dưới và cằm của hờ hen Nie tạo nên đường cong lối ra ngoài. Đây là tỷ lệ đẹp đúng chuẩn giải phẫu thẩm mỹ. Nụ cười của hờ hen Nie rất tươi tắn rạng rỡ, nhưng không quá rộng như người phương Tây mà vẫn nhỏ nhắn ngang nét Á Đông. Đây là một trong những nét ăn điểm của cô dù ít ai nhận ra. Như vậy, có thể thấy hờ hen Nie có một vẻ đẹp ngoại hình đắt giá. Nó vừa đi đúng chuẩn hoa hậu thế giới, lại vừa toát lên điểm hồn dân tộc, bản gốc người Việt và tràn đầy năng lượng. Vẻ đẹp này chưa một hoa hậu người Việt nào có được. Và quan trọng hơn cả, trong thời điểm các hoa hậu liên tục phẫu thuật thẩm mỹ dẫn đến ai cũng giống ai như hiện nay, thì vẻ đẹp thuần chất của hờ hen Nie xứng đáng được đánh giá cao. Hình mẫu hoa hậu man dại, tự nhiên và chất phác. Khác với nhiều hoa hậu đi trước, hờ hen Nie không xuất thân từ gia đình gia giáo chuẩn mực, cũng không sống trong môi trường giáo dục nề nếp theo kiểu tiền học lễ, hậu học văn của người miền xuôi. Cô gái dân tộc thiểu số này từ bé đã phải trèo đèo lội suối lên nương làm rẫy, sống và làm bạn với núi rừng thiên nhiên. Nhờ đó, cô hấp thụ được cái hào sảng mạnh mẽ, man dại và tự nhiên của núi rừng. Mẹ thiên nhiên đã truyền năng lượng sức sống căng tràn vào huyết quản của cô. Ở nơi hờ hen Nie sống, người ta gọi nhau qua cả một quả đồi, sống với nhau bằng sự chân thật chất phác. Cô từng nói, trong tiếng Ede không có từ nói dối, vì ai cũng nói thật, chỉ khi xuống miền xuôi tôi mới biết nói dối là gì. Bởi vậy, tính cách của hờ hen Nie cũng thật và tự nhiên, như một tờ giấy trắng. Lời hờ hen Nie tự nhận xét về mình, cô nói, tôi tự thấy mình hoang dã, không giống ai hết. Cái gì tôi cảm thấy không sai, không bị vô đạo đức là tôi làm hết. Tôi không sợ bị người khác nói thế này thế kia. Dù là hoa hậu, tôi vẫn ngoáy lỗ mũi ở nơi công cộng. Tôi thấy như thế là bình thường. Tính tôi tự nhiên như thế. Tôi không bao giờ thảo mai được như một số người trong showbiz. Tôi là người rất thẳng tính, không biết nịnh nọt. Chính cái mộc mạc chất phác như vậy đã giúp hờ hen Nie khác biệt hoàn toàn với những hoa hậu còn lại, vốn trọng kiểu cách nề nếp, lúc nào cũng khép nếp, giữ ý, kín kẽ. Đôi khi bạn không phải là người đẹp nhất hay chuẩn mực nhất, chỉ cần bạn khác biệt, bạn đã thành công. Và hờ hen Nie có được điều đó. Khí chất, phong thái của cô không giống với bất cứ hoa hậu nào trước đây. Nó có gì đó rất khác biệt. Dám chắc rằng nhiều người không thể phân biệt được hàng loạt hoa hậu mới ra lò hiện nay, nhưng chỉ cần qua cũng biết đây là hờ hen Nie. Sự tự nhiên này còn toát ra trong từng bước khi bước và biểu cảm của hờ hen Nie khi cô bước trên sàn thi đấu thế giới. Nụ cười của cô rất nổi bật, gây thiện cảm với toàn bộ ban giám khảo. Trong cuộc sống, công nghiệp thị trường đầy khói bụi, bon chen ngày nay, sự bộn bề phức tạp tăng cao. Bởi vậy, tâm lý và xu hướng của công chúng là tìm về những thứ mộc mạc giản dị để giải tỏa căng thẳng và xoa dịu đầu óc. Bởi vậy, cách thể hiện tự nhiên không gò bó kiểu cách của hờ hen Nie vô hình chung lại rất hợp với công chúng và là thứ công chúng đang cần. Bởi vậy, bằng nụ cười sang sảng, cách nói chuyện thật thà, ngây ngô của mình, cô luôn khiến khán giả cảm thấy thoải mái mỗi khi xuất hiện. Nhờ đó, hờ hen Nie đã truyền đi những năng lượng vô cùng tích cực, khiến mọi người cảm thấy yêu đời, ham sống hơn. Cô là hình mẫu truyền cảm hứng tươi mới và độc đáo, giống như lời cô nói, để lạc quan, yêu đời và vươn lên, tôi luôn phải giữ năng lượng tích cực trong mình và nhìn mọi thứ xung quanh ở trạng thái tốt đẹp. Nói cách khác, hờ hen Nie là trường hợp hoa hậu đặc biệt, xóa đi ranh giới giữa vẻ đẹp cao quý và sự bình dân gần gũi đúng như lời cô nói. Tôi không nghĩ mình sẽ là hoa hậu, tôi luôn cho rằng hoa hậu là những người rất sang, đẹp ở vị trí cao. Nghị lực sống mạnh mẽ và đầy nhân ái. Hờ hen Nie là một trong những hoa hậu có hoàn cảnh đặc biệt nhất Việt Nam. Như cô đã nói, cô không được sinh ra trong một gia đình khá giả nề nếp và cũng không được giáo dục theo chuẩn mực. Từ bé, hờ hen Nie đã phải làm lụng vất vả, làm đủ mọi việc từ trong nhà ra ngoài dãy, nhìn căn nhà, sàn, ẩm thấp, cũ kỹ của hờ hen Nie, ai cũng cảm thấy bất ngờ và thương cho cô. Trong buôn làng của hờ hen Nie, con gái thường không được học cao, không được coi trọng và phải lấy chồng sớm. Nhưng bằng nghị lực sống và sức đấu tranh mãnh liệt của mình, hờ hen Nie đã dám đứng lên chống lại luật lệ, thậm chí là người gia đình mình để được đi học đại học, chứ nhất quyết không chịu lấy chồng. Lên Sài Gòn với hai bàn tay trắng, hờ hen Nie phải bươn trải làm đủ mọi việc nhưng vẫn kiên quyết bám trụ để học tập và phấn đấu. Nhiều người thoát ly thành công thường không muốn nhìn lại quê hương, nhưng hờ hen Nie thì khác. Cô luôn hướng về buôn làng, tìm cách vận động kêu gọi xin tài trợ để đem ánh sáng văn minh về cho dân làng, giúp xóa bỏ hủ tục bảo tồn văn hóa truyền thống.
Từ tấm lòng ấy, Hở Hen-Die đã có được câu trả lời ứng xử xuất sắc và được đánh giá cao tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Cô đã chứng minh mình xứng đáng được ngồi ở vị trí Hoa hậu để truyền đi những năng lượng tích cực nhất và luôn đấu tranh vì nhân quyền. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.